Chào nhớ. Hôm nay mình sẽ xem là cái máy tính, Tay cái pin là cái máy tính của mình mới thay xong có thể em duy trì 27 cái tay bao nhiêu không biết tiếng làm gì. thì nó sẽ hết pin. Bây giờ mình sẽ rút sạc các bạn. Trước khi rút sạc, mình sẽ chuẩn bị cái app đồng hồ. Rồi, Thật ra mình sẽ xong. bấm giờ xem là Rồi, cái này có duy trì được đổi bao nhiêu tiếng. cái ca này dùng tích cực. Đối với máy tính thì Bây giờ em chả cần dùng sạc pin gì sử là vì em dụng chỉ dùng pk không thôi. thì nó sẽ Chỉ nâng mỗi điểm sẽ phải pk mất thôi. mấy tiếng nó mới hết pin được. Dư điện Không thì vào trong nó cái nhà là đánh nhá, vào trong cái nhà đánh. mấy Đừng vào phút trong nhà thôi, đánh coi thì không là đánh được. hết. Bây giờ mình hiện tại Trong nhà đúng máy mình đang không? Vào ở trong trong nhà trong nhà ông bạn. che hết cả nhà. Đố bạn vì một thằng Đây, bạn mình đang vẫn đang thì là đây, đây. đang Đó, điện đúng chuyện rồi. thôi nha bạn. Bạn mọi bạn thông cảm nha bạn. Ok bây giờ mình sẽ Ê, bình tĩnh đi. cho bạn xem này. Đây, Đã có thằng trong đấy bạn, bây giờ mình sẽ tiến đang hành. cố. Nó đánh liên tục này vào mình tin. Mình sẽ rút dây sạc ra và mình sẽ bấm giờ để xem là Đây nó đang cái bị kẹt. quả pin mà Đi mình kẹt mới đi, thay. thay mới mua mới Cay thay nhỉ. xong thì thời gian Đây, lưu sẽ rất là lâu, thì mình thời gian lưu sẽ khoảng thời gian rất là dài. Càng khi mà càng Khảo nếu mà để cắm chạy, nếu mà các bạn cắm khó sạc liên thế. tục kể từ khi Ông 100 xong rồi bạn cũng không dạ không mình rút có chìa ra, rất nhiều khóa người cũng đã có tình trạng đi đi sạc đi đầy đủ đi không có rút dây sạc ra thì cái thời gian lưu nó trữ lại dụng dùng cái pin chỗ này này sẽ dần dần giảm nó đi dùng cho đến cái mức mà nó bị chai pin không thể đánh sử nó dụng được đi pin, nó sẽ ông đánh treo nó xong ở rồi ông trong chạy bạn vào phải xem cắm nào nguồn liên tục, nếu mà rút ra là mày sẽ sập luôn, giống như là mày đánh nó giống như là đi đánh nó đi cây cho máy tính vào không, đây đây giống đây như là khi mà máy tính không có lắp pin vào vậy, lý là nó sẽ chạy đến cái mức đây đánh nó mà đi không thể sử dụng được pin, bác bỏ khốn cắm quá. lắp liên tục rút ra sẽ tắt nguồn, Ôi 800 ping nó giống như là cái lúc 500 ping nó này. giống như Ê, cái ok lúc khi máy không đây có pin lắp vào máy, tương tự anh như ạ. vậy. Nó đánh Ok xuyên đó tường mình luôn này giải tao thích bán một số chi tiết, em bạn ơi. lưu ý thế về pin với bạn. Thì quả pin mình mới mua Nó dùng chiêu này lúc thì mở cửa mình ấy. thấy là nó lưu khoảng thời gian dài, Đấy. khoảng mấy tiếng cũng hết pin thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết Chưa là quấy mất thì bao em lâu. chắc spam. Thì bây giờ mình sẽ rút sạc các bạn, rút dây sạc ra mình sẽ bấm giờ Ok. hai ba đó bấm giờ Đánh để nó mình đi. xem là cái này bị dụng Đây. rồi nhé. Anh Mua nhà điều ảo đàn. kiểu gì mình Thế anh chồng giữ đấy nó một đi để trăm em trăm dùng sao cái nhảy x-ray. nhăm rồi, ảo thật. Thôi kệ đi, nói chung là Đó, em đừng không sang có quan sang tâm, em dùng cái x-ray. mình sẽ không có chuyển sang 3G server nha À các đúng. bạn. Mình sẽ để như này, không có đổi gì hết, để như này và mình sẽ chờ xem là cái máy có thể duy trì, xem là cái pin của mình có thể Này. duy trì mạnh bao lâu thì nó sẽ hết pin. Đó, bây giờ Hoặc là mình anh chủ sẽ giữ bắt vào đầu trong đây nhà bạn, em đứng bây ở giờ mình sẽ ngoài bắt xong đầu rồi tiến hành em đứng sát cửa em cho x-ray làm vào công nhà. việc của mình, làm công việc của mình để xem là sẽ cho đến khi nào máy hết pin thì thôi nhé bạn. Đó, như vậy là được 1 phút rồi, như sắp được 1 phút rồi các bạn. À, hai sáu thì mây đi, mà có khi nó lại là năm Ai sáu tiếng không, anh bán là nhưng mà mình khốn cứ để nhà đây để xem nào cái này duy trì đấy pin bao chưa lâu mất nhé bạn. chiêu x-ray cay 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 Bắt đầu làm công việc của mình thôi, cay bắt đầu thao tác công việc của mình, và mình sẽ thao tác công việc trên khi cay nào hết, đến khi nào mà máy gần hết cay pin thì mình chưa. sẽ Mình đứng trên này mình đặt khi cái nào chết gần hết rồi pin nó thì mình lên sẽ này. đó, bây giờ mình sẽ tạm dừng quay, bắt đầu làm công việc để vào xem là cái này mất bao lâu thì máy sẽ hết pin nhé bạn. Không biết. Để em xuống. Bạn đợi để cho mình và phát truy Toàn như bị vậy để kẹt cho bạn thôi. xem. Đấy Trước em đã khi bảo đang đứng ra dừng ngoài video đánh mình sẽ chiêu xong, pika của mình em đã lúc nãy thấy này. ở đây là mình Thế đã nên tắt là trong này đánh nó thiệt hơn thì mình mới đánh cái nó tính ra năng thời là gian sẽ bật cái chế độ lúc tiết nào kiệm lại pin. Đấy các bạn, mình đã tắt kể để chuyển sang rồi em never bay các bạn. màu rồi. Này cho nó Đánh có con full này nó cũng ánh thể bay màu sáng mày hơn, có bao nhiêu nó có lúc đấy em cũng 700. Tính có mình để full ánh sáng cho chắc ăn đấy các bạn. có tí điểm kiếm nào đâu, tại vì là cái này nó đánh đánh con kia nó kiểu có mấy Để cái ánh chiêu sáng ít nhìn nó chiêu hơi đánh được chói ấy. rồi, mình sẽ Tao đợi cho đồng đội cái này sang. hảo ông cầm Dream Food là được rồi, mình cần Và mình có Dream Food tree rồi này mình cần gì
mình cần gì 5 tiếng các bạn, 5 tiếng này đủ, 5 tiếng phù hợp rồi nhé. Tin mình như mình đã nói là như vậy. Nốt x2 Logia này, giữ mã vu thì nốt x2 Logia này là thông cảm đi, thông cảm đấy. Mình sẽ xin phép dí em nghe bọn nó vào gần máy để nói cho rõ đấy. Đấy mình tắt ở đây rồi bạn. Always là khi một trong như phần thế, tắt em không biết bọn nó bảo thì mình đã để set never mình sẽ. Bọn nó bảo nó lúc khai cái gì ấy. Mình tắt cái này thôi, không muốn mình anh cần sai yếu. Không dùng pin rất pin, khó chịu luôn. Về ba là được. Chế độ kiếm pin, mình đã tắt chế độ tiết kiệm pin rồi. Cho nên là không các bạn. Nên là để này xem là bao lâu mình sẽ. Mình không có skill kiếm sẽ. Nên pin sẽ bị cạn. Bao lâu pin hết pin. Em cho bạn. Hơi bị. Rồi, em cho. Này. Em cho hơn 200 vào đồ như vậy là 3 phút rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tách máy tạm dừng máy để xem là cái quá trình lưu thì pin của mình có thể duy trì bao lâu và bắt đầu mình sẽ bắt đầu làm. Ok, kết quả sẽ là pin này nó có thể lưu trữ được trong vòng hơn 2 tiếng. Rồi các bạn, giờ mình không cần nó không dừng. Nó bé thôi các bạn. Chúng kết quả là được hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng đồng hồ máy hết pin. Đó. Vậy rồi. Coi là cũng đủ thời gian rồi các bạn. Coi là đủ thời gian so với mình. Bây giờ mình sẽ tự cố gắng thử cắm sạc liên tục 24/24 xem rồi. Pin thời gian giảm pin bị giảm đi không, nếu mà thời gian pin mình thấy nó bị nó thời gian nó lưu trữ rồi pin này nó bị dưới 2 tiếng thì mình sẽ quay để cho các bạn biết là bao lâu thì nó sẽ hết. Nhưng mà mình biết là 2 tiếng thôi là hết rồi. Ok, vâng, các bạn đã xem.